kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình phật pháp của bồ đề phật quốc tv sau đây quan viên và phật tử quan ngọc sẽ phổ biến bản tin một ngày tu học bát quan trai giới tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý khán chính giả, vào ngày 14 tháng 11 âm lịch vừa qua, đúng 8 giờ 30 phút sáng, các giới tử trong chúng bác quan trai tại Bồ Đề Phật Quốc đồng quỳ xuống tác bạch cầu xin được lãnh thọ giới Pháp. Thượng tọa giới sư đã hoan hỷ hứa khả và lần lượt hướng dẫn các giới tử sám hối, thọ tam quy, tam kiết, tiếp đến các giới tử cung kính lắng nghe và lãnh thọ tám giới tướng để thực hành hạnh xuất gia trong một ngày đêm. Sau lễ thọ giới là thời khóa công phu, thường thì đại chúng lễ lại hồng danh, thiền tập, tụng kinh và niệm Phật. Nhờ có công phu mà các giới tử thúc liễm thân tâm từng giờ từng phút và giữ đúng giới luật đã thọ cho đến sáng hôm sau, giới sẽ tự xả. Trong những ngày tu học Thượng tọa giới sư luôn có buổi thuyết giảng giúp cho các giới tử tăng thêm trí huệ. Trong ngày tu bác quan trai vừa qua, giới sư đã giảng đề tài đặc tính sai biệt của hữu tình. Đề tài này được rút ra từ hai bài kinh số 898 và 899 trong kinh Tạp A Hàm. Hai bài kinh này cùng có tựa đề là Lộc Trú. Đây là tên của một nữ Phật tử sống ở thành xá vệ vào thời Đức Phật còn tại thế. Theo kinh văn, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, vào sáng sớm, Tôn giả A Nan đắp y ôm bát đi đến thành Xá Vệ lần lượt khất thực. Khi nữ Phật Tử Lộc Trú trông thấy Tôn giả, vội vàng sửa soạn chỗ ngồi, mời Tôn giả an tọa rồi cung kính đảnh lễ. Sau đó, Lộc Trú bạch hỏi Tôn giả A Nan rằng: "Cha của con trước kia tu phạm hạnh, ly dục, thanh tịnh, xa lìa những thứ phàm tục" Còn chú con không tu phạm hạnh nhưng sống biết đủ, khi cả hai qua đời, Đức Thế Tôn đều ký thuyết cho cả hai cùng thọ sanh như nhau, cùng sanh về cõi trời đâu sức, chỉ còn một lần lên xuống thế gian này hướng dẫn người khác tu tập. Vậy pháp của Thế Tôn phải được hiểu như thế nào? Trước câu hỏi của nữ Phật tử Lộc Trú, Tôn giả A Nan khuyên cô không nên khởi tâm nghi ngờ lời của Như Lai vì không ai có thể biết được căn tánh sai biệt của chúng sanh thế gian. Duy chỉ có Như Lai là biết rất rõ căn tánh nào ưu, căn tánh nào liệt. Sau đó, khi trở về tinh xá, tôn giả A Nan đến đảnh lễ Phật rồi thuật lại những lời của Lộc Trú. Đó là tại sao một người tu phạm hạnh và người không tu phạm hạnh lại cùng sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, và đời sau của họ cũng giống như nhau. Đức Phật nghe xong liền bảo ngài A Nan, lọc trú làm sao có thể biết được căn tánh ưu liệt của thế gian? Phật đã cho một số ví dụ để giải thích cho ngài A Nan thấy rõ căn tánh khác nhau của chúng sanh. Ví như có hai người cùng phạm giới và sau đó sự phạm giới đã diệt mất, dục hết không còn. Tuy nhiên, người thứ nhất thì không biết như thật về pháp giải thoát nên như lai nói người này thuộc hạng thói đọa người còn lại thì biết như thật về pháp giải thoát thì như lai nói người này thăng tiến chứ không thói đọa do đó đức phật khuyên chớ nên so sánh người này với người kia vì như thế sẽ tự chiêu lấy tai hại mà thôi tương tự đối với hai người cùng trì giới hoặc người trạo cử tháo động, hoặc người sân hận, hoặc người khổ tham, hoặc người ô uế, hoặc người thanh tịnh, vân vân, cho dù biểu hiện hành nghiệp có như nhau, nhưng một người không biết như thật tâm và tuệ giải thoát, Như Lai nói, người này thuộc hạng thoái đọa, còn người kia thì biết như thật về tâm và tuệ giải thoát thì Như Lai nói, người này thăng tiến chứ không thoái đọa và chỉ có Như Lai mới biết rõ người này với người kia mà thôi. Chính vì thế mà chúng ta chớ nên khởi tâm so sánh người này với người kia. Cũng theo kinh văn, lại có lần khác, nữ Phật Tử Lộc Trú đem câu hỏi trên thưa cùng một vị tỳ kheo đang trong mùa an cư. Vị tỳ kheo ấy cũng khuyên cô không nên thắc mắc nữa, vì chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể biết được căn tánh ưu liệt của chúng sanh. Sau mùa an cư, vị tỳ kheo đến bạch với Phật về câu hỏi của lộc trú. Phật liền đưa ví dụ khác cho các đệ tử biết thêm về căn tánh khác biệt của chúng hữu tình. Nếu có người không lìa sân hận, kiêu mạng, luôn khởi pháp tham, không lãnh thọ pháp, không học hỏi đa văn, ở nơi pháp không điều phục kiến chấp, không thể hằng khởi tâm giải thoát. Thế Tôn nói, người này là kẻ hẹp hòi, nhỏ mọn, thấp kém. Còn một người Tuy cũng không lìa sân hận kiêu mạn, cũng luôn khởi pháp tham, nhưng lại nghe pháp, tu học đa văn thì Như Lai nói người ấy là thắng diệu bậc nhất. Đức Phật lại đưa thêm một trường hợp, như hai người cùng hiền thiện như nhau, cùng sống vui thích minh trí, ưa thích phạm hạnh, tuy nhiên, một người chẳng thích nghe pháp, không thường được tâm giải thoát thì dù ở nơi đất hiền thiện mà không thể thăng tiến còn người kia ưa nghe chánh pháp, học tập đa văn, khéo điều phục kiến chấp thường được pháp giải thoát thì Như Lai cho biết người này ở chỗ hiền thiện có khả năng thăng tiến và đủ khả năng dự vào dòng thánh giữa hai người như vậy ngoài Như Lai thì ai có thể phân biệt biết rõ được chỉ vì nữ Phật tử lộc trú ngu si kém trí nên mới so sánh hành nghiệp của người khác mà thôi khi không hiểu rõ không biết tường tận thì chớ nên so sánh người này với người kia mặt khác cho dù biểu hiện tâm tính có giống nhau nhưng một người không tu học thì không thể nào có trí tuệ và giải thoát như người ưa học đa văn biết tự điều phục kiến chấp hàng ngày người như vậy chỉ có ngày càng tiến bộ và có khả năng dựa vào hàng thánh qua câu chuyện của nữ phật tử lộc trú cùng những lời dạy của đức phật thường tòa giới sư lưu ý các giới tử chỉ khi ta có đủ trí tuệ thì mới có tiếng giải tức khả năng giải thích các trường hợp giống nhau hay khác nhau một cách rõ ràng giới sư khuyên các giới tử luôn giữ tiếng thọ tức là có niềm tin vững chắc vào giáo pháp siêu việt của như lai khi bản thân ta còn mơ hồ trong sanh tử thì chớ khởi tâm thắc mắc hoặc vọng cầu những điều mà mình không thấu rõ chúng sanh khác nhau rất nhiều do ở sự hiểu biết cho dù có cùng phạm lỗi lầm như nhau nhưng kẻ ngu si không học hỏi không thấy lỗi sẽ bị đọa lạc bị chi phối bởi phiền não còn người chịu học chánh pháp biết khởi tâm sám hối thì tâm sẽ luôn thăng tiến không bị thoái đọa và cuộc sống sau sẽ tốt đẹp hơn nhiều vả chăng chúng sanh khi khởi niệm trong một sát na Tâm duyên với hành tướng nào thì nó ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động trong lúc ấy. Cho nên người có học và hiểu Pháp như Lai, cho dù chưa thực hành được nhiều, vẫn hơn những kẻ không học, không biết gì về giáo Pháp giải thoát. Dục tham là nguyên nhân của sinh tử luân hồi, bởi vì nó trói buộc chúng sanh rơi vào vòng lẫn quẩn của ưu bi khổ não. Hết đời này tiếp đến kiếp khác, không bao giờ dứt. Chỉ khi nào chúng sanh biết kinh sợ nỗi khổ sinh tử này mà phát tâm tu theo giáo pháp, điều phục dục tham thì lúc ấy mới thoát khỏi các kiết sử trói buộc. Điều quan trọng đối với người học đạo là xem xét chính bản thân mình khi học pháp thì lãnh hội được tới đâu, có tác dụng gì cho tâm mình, thọ trị như thế nào, đã dùng giáo pháp điều phục được các kiến chấp và lỗi lầm của mình hay chưa chớ bao giờ khởi tâm nhận xét người khác hoặc so sánh người này với người kia bởi vì đặc tính sai biệt của nghiệp khó hiểu vô cùng kẻ nào hay tùy tiện bình phẩm chỉ trích luôn mở miệng đánh giá so sánh trong khi bản thân không học và hành pháp trí tuệ không có thì chỉ chuốt nghiệp giữ và khổ lụy cho bản thân giới sư nhấn mạnh trí tuệ giải thoát là điều các giới tử nên hướng đến dù có thành tựu đại định qua các pháp thiền quán cũng vẫn chưa phải là thành tựu giải thoát các giới tử tại bồ đề phật quốc thường xuyên được nghe trùng tuyên chánh pháp tâm được ở trong pháp sẽ bớt bị ảnh hưởng bởi tà kiến điên đảo tham sân si làm chúng sanh khổ sở điên đảo mà còn không chịu thuận theo chánh pháp thì không bao giờ có sự giải thoát chúng ta cần dùng trí mới lãnh hội được lời dạy của đức thế tôn luôn khéo quán sát giữ mình trong pháp cố gắng hằng ngày thì chắc chắn sẽ được thăng tiến đức phật dạy hãy đoạn trừ các pháp bất thiện để cuộc sống hiện tại được an vui không khổ không chướng ngại không phiền não không nóng bức thân hoại mạng chung được sanh về cảnh giới an lạc không còn các cảnh khổ Đức Phật tuệ tri hành nghiệp của chúng sanh, Ngài thấy thấu suốt chúng sanh đi về đâu sau khi chết, thấy rõ các con đường dẫn đến tái sanh là bậc đại thần thông, nhưng Phật không bao giờ chủ trương bàn luận về các vấn đề siêu hình, chúng ta cần học các pháp điều phục dục tham ngay nơi thân ngũ uẩn này. Giới sư khuyên mỗi người hãy tự hỏi mình đã tạo được những phước nghiệp gì. Tại đạo tràng Bồ Đề Phật quốc, các Phật tử luôn luôn được tham gia hành trì các thiện pháp như xây dựng chùa tháp tạo dựng tăng già lam tái hòa hợp tăng cùng nhau thỉnh chuyển pháp luân qua việc xây dựng một đại học phật giáo để tinh hoa chánh pháp được diễn đạt không ngừng kính thưa quý vị giới bác quan trai như tám cửa ải chận đứng các pháp bất thiện giúp người thọ trì phát triển những đức tính tốt từ đó luôn sống trong an lạc vì vậy rất mong quý vị cùng đến thọ bát quan trai giới vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 23 tháng 11 âm lịch, Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703 luôn có chư Tăng sẵn sàng chỉ dẫn và trả lời các câu hỏi của quý vị. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.